Một ngày nọ, khi bị gia đình ép cưới người mình không yêu vì tài sản, cô gái đã quyết định bỏ trốn cùng ý trung nhân trước ngày diễn ra hôn lễ khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Những ngày đầu năm 2024, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện hết sức éo le của một gia đình ở Hồ Nam. Theo đó, cặp vợ chồng bàn bạc gả con gái cho người có nhà to cửa rộng mong cuộc sống có thể thay đổi tốt hơn, ai ngờ cô dâu lại bỏ trốn trước ngày cưới, lại còn nói ra một chuyện động trời. Được biết, chú rể số nhỏ của câu chuyện nói trên là con trai người nông dân họ Lý ở làng Hác Gia Sơn và hiện đang làm việc lặt vặt trong một thị trấn. Cách đây 6 tháng, anh đính hôn với cô gái họ Triệu ở cùng làng và chưa đăng ký kết hôn. Vừa rồi, chàng trai lên kế hoạch tổ chức đám cưới để chính thức trở thành vợ chồng với đối phương thì một sự việc không mong muốn đã xảy ra. Cụ thể, khi mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đã sẵn sàng thì cô dâu lại bất ngờ bật vô âm tính cùng người đàn ông khác. Vụ việc khiến gia đình ông Lý không ngẩng đầu lên được trước người thân, bạn bè và hàng xóm. Chưa kể, toàn bộ tiền tiết kiệm để sửa sang nhà và sinh lễ dành cho cô Triệu tổng cộng 70.000 nhân dân tệ, tương đương 235 triệu đồng, cũng tan biến. Vì vậy, gia đình họ quyết định đến phòng hòa giải nhờ giúp đỡ. Tại đây, ông Lý nói, nếu đối phương không đồng ý kết hôn thì họ không ép, nhưng 70.000 nhân dân tệ tiền sinh lễ phải trả lại gia đình. Còn việc cô gái đang mang thai ông không quan tâm vì đứa trẻ trong bụng chưa chắc là của con trai mình. Sau khi nghe người đàn ông trình bày, cán bộ phòng hòa giải đã gọi điện cho bố mẹ cô Triệu để làm rõ vấn đề thì gia đình có thái độ khá kỳ lạ. Theo đó, họ nói không đồng ý chuyện con gái bị hủy hôn và sinh lễ đã trao không được đòi lại, cũng không muốn đến phòng hòa giải. Thấy trời sắp tối, cán bộ phụ trách đành phải giải quyết vụ việc vào ngày hôm sau. Cuối cùng, lý do cô dâu 19 tuổi bỏ trốn đã được làm sáng tỏ. Gia đình nhà gái khá khó khăn, ngôi nhà chỉ có 4 bức tường và bên trong không có đồ gì có giá trị. Bố cô dâu đi một đôi giày rách, vợ của ông tóc tai rối bù, còn có một người con trai bị tâm thần bẩm sinh. Vừa thấy cán bộ phòng hòa giải đến, bà Triệu hét lên, bằng mọi giá con gái tôi sẽ kết hôn như đính ước. Nếu không kết hôn thì chỉ có chết và chết. Lúc này, ông Triệu chỉ biết nghiến răng, cô con gái thì im lặng. Thực tế, gia đình nhà gái thấy ông Lý và con trai chăm chỉ làm việc lại sống trong ngôi nhà 2 tầng khá to ở làng nên muốn ái nữ làm dâu nhà họ, để sau khi kết hôn nhà trai có điều kiện hơn sẽ hỗ trợ cho mình. Nhưng kế hoạch chưa thành thì con gái ngây thơ, tin vào lời của một người đàn ông mà bỏ trốn trước ngày cưới. Gia đình ông Triệu sau đó mất nhiều công sức mới đưa được cô dâu đào hôn quay về và hy vọng nhà trai chấp nhận con gái một lần nữa. Thế nhưng, ngược lại với mong muốn của cặp vợ chồng, cô gái trẻ khẳng định, tôi không thích anh ấy, tôi đã có bạn trai mới. Về phía chú rể, anh cho rằng việc quay lại với người bỏ mình chạy theo tiếng gọi tình yêu trước ngày cưới sẽ khiến gia đình mình mất mặt nên không thể ở bên cạnh cô nữa. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình cũng giúp ông bà Triệu hiểu ra sai lầm của mình khi ép con gái cưới người không yêu. Đắn đo suy nghĩ, họ quyết định sẽ hoàn trả số tiền của hồi môn 70.000 nhân dân tệ cho nhà trai trong vòng 15 ngày và chính thức nói lời xin lỗi với gia đình ông Lý vì sự cố mất mặt mà con gái mình gây ra.